Chiều nay, đội tuyển U16 Việt Nam đã có trận đấu ra quân tại giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản ASEAN 2018. Mặc dù bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng các học trò của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam vẫn giữ được tinh thần thi đấu tốt và lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. U16 Lào là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 16 với pha lập công của cầu thủ mang áo số 10 Johnny Wanpaset. Các bàn thắng của U16 Việt Nam đều được ghi ở trong hiệp 2, một từ tình huống đánh đầu của Quốc Hoàng và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 được ghi do công của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Trung Hậu. Ở trận đấu tiếp theo, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ gặp tuyển Miyazaki vào lúc 10:30 ngày mai.